Nhận định Hải Phòng FC với Sài Gòn FC 17 giờ ngày mùng 3 tháng 8 năm 2019, vòng 19 V-League 2019, Sài Gòn FC không có nhiều cơ hội có điểm khi phải hành quân tới chảo lửa Lạch Tray, nơi mà đội chủ nhà Hải Phòng FC đang cực kỳ khát điểm. Cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Cuối tuần này, các sân cỏ trong cả nước lại tiếp tục sôi động với các trận đấu thuộc vòng đấu thứ 19 của giải bóng đá vô địch quốc gia Wake Up 247 V-League 2019. Rất nhiều cặp đấu hấp dẫn sẽ diễn ra, trong đó đáng chú ý nhất có lẽ là trận cầu mang ý nghĩa 6 điểm, nơi mà Hải Phòng FC và Sài Gòn FC đối đầu với nhau trong một cuộc chiến nhằm thoát ra khỏi khu vực cuối của bảng xếp hạng. Hiện đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với 22 điểm sau 18 vòng đấu. Hải Phòng FC đang khiến những người yêu thích mình trải qua một sự thất vọng tột cùng. Hải Phòng FC luôn được biết đến như một đội bóng có lực lượng cổ động viên hùng hậu và máu lửa bậc nhất của V-League. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc họ sẽ có những màn trình diễn ấn tượng trên sân. Đội bóng chủ sân Lạch Tray thường xuyên thể hiện một bộ mặt thất thường. Phần đa trong số đó đều mang về những kết quả đáng thất vọng. Đoàn quân do huấn luyện viên Trương Việt Hoàng chèo lái thực sự đang đối mặt với quá nhiều vấn đề. Và đối đầu với một đội bóng yếu như Sài Gòn FC chính là cơ hội để cho họ xốc lại tinh thần bằng một chiến thắng trên sân nhà. Hải Phòng FC đã tệ, nhưng Sài Gòn FC lại còn tệ hơn. Họ đứng ngay dưới đội bóng thành phố Cảng trên bảng xếp hạng với 2 điểm ít hơn. Những sự định hướng sai lầm của những người làm bóng đá tại Sài Gòn FC đang dần cho thấy những hệ lụy đi xuống trên sân cỏ. 8 trận đấu gần nhất, đội bóng chủ sân Thống Nhất chưa biết tới mùi chiến thắng, trong đó có tới 5 thất bại. Những con số đáng báo động này khiến không nhiều người dám tin vào khả năng có điểm của Sài Gòn FC khi phải hành quân tới chảo lửa Lạch Tray. Soi kèo tài xỉu, hai đội đang có phong độ rất trồi sụt, đặc biệt là ở hàng tấn công. Điều đó lý giải cho vị trí của họ trên bảng xếp hạng lúc này. Do đó, chuyên gia khuyên độc giả của mình nên đặt niềm tin vào cửa xỉu. Dự đoán tỷ số Hải Phòng FC 1-0 Sài Gòn FC.